I thought that we were meant to be. Our love was strong, but it was just a fantasy. Dù buồn, nhưng cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Đó chắc hẳn sẽ là tâm trạng chung của những người yêu mến Rafael Nadal khi tay vợt người Tây Ban Nha chính thức tuyên bố giải nghệ qua một video trên mạng xã hội vào ngày 10 tháng 10 vừa qua. Đối với những người yêu mến quần vợt nói chung và người hâm mộ Nadal nói riêng, thì sau ngày Roger Federer tuyên bố gác vợt cách đây 2 năm, thì đây tiếp tục là một ngày buồn của làng banh nỉ khi một thành viên nữa của nhóm Big Three huyền thoại chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu. Rõ ràng, không ai có thể chiến thắng được quy luật thời gian. Nhưng việc một chiến binh, một biểu tượng, một huyền thoại sống, một người luôn được gắn với cái tên mỹ miều là ông vua trên mặt sân đất nện đã giải nghệ. Điều đó thực sự đã và đang để lại nhiều tiếc nuối dành cho những người yêu mến trái banh nỉ. Bởi Rafa không chỉ là biểu tượng của tinh thần chiến đấu không bao giờ bỏ cuộc, mà anh còn là niềm cảm hứng cho biết bao thế hệ đam mê quần vợt trên khắp thế giới. Nhắc đến Rafael Nadal, điều đầu tiên làm chúng ta nhớ ngay tới tay vợt Tây Ban Nha sẽ là gì? Một tay vợt với lối chơi phòng ngự lì lợm nhưng cũng đầy mạnh mẽ, là chủ nhân của 22 Grand Slam cao quý cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, hay một người đàn ông với khuôn mặt hiền lành nhưng luôn luôn khiêm tốn và cực kỳ tôn trọng đối thủ. Thực sự thì có rất rất nhiều điều để chúng ta nhớ về Rafa, nhưng điều làm cho tay vợt 38 tuổi này trở nên khác biệt đó chính là danh xưng ông vua sân đất nện. Như chúng ta đã biết, có 3 mặt sân phổ biến trong tennis, đó là sân cứng, sân đất nện và sân cỏ. Nếu như cả Federer và Djokovic đều được xem là những tượng đài trên mặt sân cứng lẫn sân cỏ với vô số những Grand Slam trên hai mặt sân này, thì Nadal chính là biểu tượng gắn chặt với mặt sân đất nện. Mỗi khi có ai đó nhắc tới sân đất nện trong giới tennis thì sẽ nhắc về Nadal và ngược lại. Sở dĩ huyền thoại sinh năm 1986 có biệt danh như vậy chính bởi việc xuyên suốt trong lịch sử quần vợt thế giới, hiếm có tay vợt nào có thể thống trị một cách tuyệt đối trên một mặt sân như cách mà Rafa đã làm. Vậy sự thống trị một cách tuyệt đối đó của Nadal đã được thể hiện như thế nào? Đầu tiên chính là 14 danh hiệu Roland Garros, hay còn gọi là Pháp mở rộng, một trong 4 giải Grand Slam cao quý nhất trong năm và cũng là giải Major duy nhất diễn ra trên sân đất nện. Để diễn tả thì Grand Slam luôn được xem là thước đo chuẩn mực cho trình độ của các tay vợt và nó cũng là ước mơ mà mọi vận động viên tennis chuyên nghiệp hướng đến. Có những tay vợt dành cả sự nghiệp để có thể vô địch một giải Grand Slam hay chí ít là góp mặt tại đây. Nhưng với Nadal, anh đã vô địch Roland Garros tới 14 lần. Đáng chú ý, huyền thoại 38 tuổi này sở hữu tỷ lệ thắng 100% trong các trận chung kết Pháp mở rộng. Tức là trong 14 lần góp mặt tại chung kết thì Nadal đều toàn thắng. Một sự tương đồng khá thú vị với Real Madrid và Champions League trong khía cạnh bóng đá, khi Real cũng toàn thắng trong các trận chung kết mà mình góp mặt kể từ khi giải đấu đổi tên vào năm 1992. Một sự thật thú vị khi chính Nadal cũng là một Madridista chính hiệu và là thành viên danh dự của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Sự thống trị của Rafa trên sân đất nện còn được thể hiện qua tỷ lệ thắng lên tới 90,5% trong suốt sự nghiệp hơn 2 thập kỷ. Cụ thể, Rafa đã thắng 479 trận trên sân đất nện, thua 48 trận và có được 63 trên 92 danh hiệu anh có được đến từ mặt sân này. Tính riêng tại Roland Garros thì con số đó thậm chí còn điên rồ hơn với 96,6% với 116 trận, thắng 112, thua 4 và chỉ có vỏn vẹn 3 tay vợt có thể đánh bại được Rafa tại Pháp mở rộng trong xuyên suốt lịch sử. Nhắc đến Nadal thì không thể không nhắc đến những kỳ phùng địch thủ của tay vợt người Tây Ban Nha. Và đó không ai khác, chính là Roger Federer và Novak Djokovic. Cùng với nhau, cả ba đã tạo nên tam tấu Big Three nổi danh trong làng banh nỉ. Nếu như cặp đấu Federer-Nadal được xem là đỉnh cao và chuẩn mực của tennis trong thập niên từ 2000 đến 2010, thì thập kỷ sau, những màn thư hùng giữa Nadal và Djokovic luôn là cặp đấu thu hút nhiều sự chú ý nhất và thậm chí nó còn được xếp vào dạng kinh điển. Biết tin người đồng nghiệp chính thức tuyên bố giải nghệ sau David Cups vào tháng 11, cả Felix lẫn Nole đều có những lời tán dương dành cho sự nghiệp đầy huy hoàng của Rafa. Với Federer, tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã dành cho người đàn em những lời phát biểu. Một sự nghiệp thật vĩ đại, Rafa. Cảm ơn vì những ký ức tuyệt vời trong trò chơi mà chúng ta cùng yêu thích. Thành tích của cậu rất đáng kinh ngạc. Thật là một vinh dự khi được chia sẻ quãng thời gian thi đấu cùng cậu. Trong khi đó, đối thủ nhiều duyên nợ nhất với tổng cộng 60 lần đối đầu là Djokovic cũng dành những lời vô cùng xúc động. Rafa, một bài đăng này thực sự là không đủ để bày tỏ lòng kính trọng của tôi đối với anh và những gì anh đã làm cho môn thể thao của chúng ta. Anh đã truyền cảm hứng cho hàng triệu đứa trẻ đến với tennis và đó là thành tựu vĩ đại nhất. Sự kiên trì,
cống hiến, tinh thần chiến đấu của anh sẽ được lưu truyền trong nhiều thập kỷ. Di sản của anh sẽ tồn tại mãi mãi. Cảm ơn anh đã thúc đẩy tôi đến giới hạn rất nhiều lần trong sự cạnh tranh của chúng ta. Điều đã tác động đến tôi nhiều nhất với tư cách là một vận động viên. Niềm đam mê đại diện cho Tây Ban Nha của anh luôn đáng chú ý. Tôi chúc anh lời tạm biệt tốt đẹp nhất có thể tại Malaga với đội tuyển Tây Ban Nha dự tranh David Cup. Tôi sẽ đích thân đến đó để bày tỏ sự kính trọng đối với sự nghiệp xuất sắc của anh. Rafael Nadal rõ ràng đã trải qua một sự nghiệp đầy tuyệt vời và lấp lánh trên vương miện của ông vua đất nện chính là 92 danh hiệu lớn nhỏ, mà đỉnh cao chính là 22 Grand Slam cao quý. Cùng với đó là hàng loạt những kỷ lục, đặc biệt là sự tôn trọng của những bậc tiền bối, của đồng nghiệp cũng như những lứa thế hệ trẻ sau này. Với riêng quần vợt Tây Ban Nha, Nadal không chỉ là huyền thoại mà còn là tay vợt truyền cảm hứng rất lớn cho những tay vợt trẻ sau này. Carlos Alcaraz, chủ nhân của hai danh hiệu Grand Slam trong năm 2024 và cũng được xem là hậu bối của Rafa, đã có những phát biểu sau khi người đàn anh giải nghệ. Tôi đã cảm thấy không thể tin nổi khi đọc tin tức. Bạn biết đấy, Rafa là thần tượng của tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, vì nhờ anh ấy mà tôi muốn trở thành một tay vợt chuyên nghiệp. Mất đi anh ấy, theo một cách nào đó, là điều rất khó khăn với tôi. Nhìn vào để thấy, Nadal không chỉ là một tay vợt tennis vĩ đại, mà anh còn là một nhân cách lớn, một người truyền cảm hứng đích thực cho thế hệ trẻ đến với bộ môn này. Người ta yêu mến Nadal không chỉ bởi những thành tích trên sân tennis, mà đó còn nằm ở tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của tay vợt có biệt danh là bò tót. Dù năm tháng có trôi qua, phải đối diện với vô số nghịch cảnh, trong đó có 24 ca chấn thương nghiêm trọng khác nhau. Cứ thế rồi lại như Phượng Hoàng hồi sinh đầy mạnh mẽ từ đống tro tàn. Minh chứng là cứ sau mỗi lần chấn thương nghiêm trọng, người ta lại thấy Rafa trở lại một cách đầy mạnh mẽ, đỉnh cao. Chính là những năm 2010, 2013, 2017 và 2019. Khi trước đó giới chuyên gia đều nghi ngại về sự hồi phục của ngôi sao người Tây Ban Nha, người ta yêu Nadal ở điều đó, ở cái cách mà anh vượt qua nghịch cảnh để chạm tới thành công. Thậm chí, nhìn nhận với con người Nadal, chúng ta còn thấy được sự phi thường. Bẩm sinh là người thuận tay phải, nhưng được chú và cũng là huấn luyện viên của mình sau này là Tony Nadal thuyết phục nên đã chơi quần vợt bằng tay trái để có được nhiều lợi thế hơn so với đối thủ. Nadal đã đồng ý và phần còn lại như chúng ta vẫn gọi là lịch sử. Trong suốt lịch sử tennis, ngôi sao 38 tuổi là tay vợt nam hiếm hoi chơi tay trái thành công nhất, đặc biệt là với những cú top spin bóng xoáy đã làm nên thương hiệu. Thậm chí cú forehand thuận tay của Rafa còn được đánh giá là một trong những cú thuận tay hay nhất trong lịch sử. Và hình ảnh Nadal vung cú thuận tay thương hiệu cũng đã được ban tổ chức Roland Garros khắc tượng bên ngoài sân thi đấu chính. Cuối cùng thì sau 23 năm kể từ ngày ra mắt chuyên nghiệp, nhà vô địch với tinh thần rắn như đá ấy cũng đã phải dừng lại. Và đôi chân mạnh mẽ trượt dài trên mặt sân đất nện biểu tượng ấy cũng đã đến lúc phải mỏi mệt. Đối diện với Nadal, bây giờ chính là sự thật. Sự thật là anh sẽ không thể chơi tennis đỉnh cao được nữa. Và đọng trong đôi mắt của chàng chiến binh năm nào chính là những giọt nước mắt đượm buồn cùng sự xúc động của Rafa. Anh nói, thực tế là những năm gần đây mọi thứ rất khó khăn, đặc biệt là 2 năm qua. Tôi không nghĩ rằng mình có thể thi đấu mà không gặp phải những hạn chế nữa. Tôi sống với quần vợt suốt cả cuộc đời và giờ đây tôi phải nói lời chia tay. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng tôi biết cơ thể mình không thể tiếp tục nữa. Tôi muốn được rời xa sân khấu với sự tự hào về những gì mình đạt được. Những lời nói dù không muốn nói ra, nhưng như Nadal chia sẻ, anh cho rằng mọi thứ trong cuộc sống đều sẽ có tính chu kỳ, có mở đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Và Rafa cũng khẳng định anh không hề hối tiếc vì đã có một sự nghiệp thành công ngoài sức tưởng tượng. Thật tiếc khi hành trình của một trong những huyền thoại quần vợt đương đại sắp phải dừng lại. Chúng ta sẽ không thể nào quên những bước chạy linh hoạt, những cú thuận tay qua đầu đặc trưng mạnh mẽ, những màn ăn mừng đậm chất chiến binh với khẩu hiệu Vamos, những màn cắn cúp quen thuộc sau các chức vô địch, và cũng không thể quên những màn đối đầu kinh điển đã ghi danh vào sử sách của người đàn ông đến từ Monaco, Mallorca. Tạm biệt Rafael Nadal, ông vua sân đất nền, huyền thoại bất tử của làng quần vợt thế giới. Thế giới tennis sẽ chắc chắn nhớ anh rất nhiều. Curtains dance in light, golden music night, nature's pure delight. Feeling your embrace, coffee's soothing grace, perfect morning space. Pride. So when I throw all your poison inside of the fire, I'll cherish the look in your eyes. 'Cause would you believe?